Không đi chín, chuẩn bị đi nhận hết chưa? Nhận hết mức luôn đi. Nhận hết mức đi. 51 đúng không? Bị tiểu đường. Tắt cái quạt gió này đi, đừng có quạt ngay, chờ cho nó quay đi. Đừng quạt gió nữa nha. Hôm nay chú có sốt có ho gì không? Có sốt không? Có mấy ngày đầu sốt. Chị ơi, chị khi khai thật nha, tại vì tôi có, tại vì tôi phải cho uống thuốc á. Khai thật nha, thôi là con đi về con không cho uống thuốc đâu đó. Dạ. Có mấy ngày đầu ho dữ lắm luôn, ba bốn ngày đầu ho với sốt dữ lắm luôn. Tết Covid tới nay là mấy ngày rồi? Cũng 10. Là 10. Tết Covid 10 ngày rồi nha chị. Trong đây chị có cây viết nè. Ghi nội dung là hết đi sau lưng đi. Họ tên chú tên gì? Ờ chị. Chị Nguyễn Nguyễn. Dạ người thân hả chị? Được rồi chị. Em nói chuyện người thân. Hồi nãy là 35 nhớ nhầm chị nha. Dạ. 35. 35. Nằm sắp lên là nó tăng lên nè. Tiêm nhiêu chị? Tiêm 127. Nghe chị ơi. Được rồi, rút ra đi chị, cho nó tập thở đi, đừng có cho thở máy nữa. 98 là ổn định rồi đó. Nhưng mà nó bị tê tay chứ nó kêu nó dậy thở nhiều, có nên cho nó đi nhập viện không Phượng? Nếu như có bệnh viện thì cho nó đi nhập viện đi chị. Bây giờ em chỉ chị nè ha. Em cần chị kiểm tra, bây giờ chị rút cái máy đó ra. Bây giờ chị đo nồng độ oxy. Bây giờ chị đợi khoảng 10, 5 phút hay 10 phút gì đó, chị đừng cho thở máy nữa. Rồi. Xong chị cho bạn nằm, trước khi mà nằm sấp á, chị cho đo nồng độ oxy. Cho nồng độ oxy xong rồi, nằm sấp khoảng 10 phút, hoặc là 5 phút, coi cái nồng độ oxy nó tăng lên bao nhiêu. Để đo chính xác 3 lần cộng lại nha. À, 3 lần cộng lại, lấy trung bình cộng của 3 lần. Ừ, mình chia ra là mình biết cho nó, cho chính xác chứ thằng ra 1 lần được cũng được, nhưng mà em cẩn thận hơn 3 lần. Thì okay, mà trên 94 là ok rồi chị. 97 trời, em đây là có 96, 95 là có bữa em mệt còn 94 nữa. À 94 là ok rồi. Trên 94 là ok. Thật ra khi mà người bệnh nhiễm Covid á là nồng độ 90, 80 mấy là quá tốt rồi đó. Có nhiều người 70 mấy là người ta vẫn thở bình thường á. Con trai chị còn nhỏ, có còn khỏe nên yên tâm. Nó có bình nền không? Nó có bình nền không? Nó trẻ 12 tuổi. Ok, chị đừng có lo lắng quá. Bây giờ là nồng độ oxy nó quá tốt rồi. Oxy hiện tại chưa? Oxy mới đầu chị vô là 35. Nãy giờ được mấy phút rồi? Rồi đủ rồi đó, 5 phút. Rồi bây giờ chị đo lại nè, sau 5 phút nè. Sau 5 phút nằm sấp 48. Đợi chị chút nữa đi, đợi thêm 2-3 phút nữa chị đo chính xác nữa. Chú còn tỉnh mà. So với ba chị hồi trưa là chú còn khỏe lắm, thấy không? Nên cái sơ cấp cứu cả nhà nên nhớ. Tại sao mà hotline hay dạy cả nhà hay chỉ cả nhà là khi mệt nằm sấp xuống là oxy tăng liền, thấy không? Nên Phượng chứng minh cho cả nhà xem, hồi nãy vô chỉ có 35 thôi. Sau khi nhờ cho bệnh nhân nằm sấp như thế này, bệnh nhân nằm sấp như thế này là tự nhiên có thể tăng lên 7 đến 8 hoặc có khi mức 10 luôn. Hít thật sâu vào chú, thở ra, hít sâu vào. Đúng rồi, gán thở ra. Lên 76 rồi nè. Đúng. Đây cho cả nhà xem, đã lên 76 đó nha cả nhà. Nên nhiều khi mình chỉ với cả nhà không có tin. Hôm nay chứng minh cho cả nhà xem. Hồi nãy chú có 35 thôi ha, mà cho chú nằm sấp mà chú lên 76 liền. Nên khi mà mình bệnh á, người ta chỉ mình nằm sấp để làm gì? Cho cái thở, cái phổi của mình nó hoạt động. Chú nghiêng này nha. Khi chú mệt quá cho chú nằm nghiêng về bên trái, nó chứng minh cho thấy là 76 lên liền.
Rồi sau 8 phút. Nên cả nhà ơi, nếu cả nhà có coi cái livestream này, xin chứng minh cho cả nhà xem tại sao mãn tự hay tư vấn cho bệnh nhân nằm sấp và nằm nghiêng. Đó, nó sẽ lên nằm, nó lên liên tục. Khi mà mình lấy là nó gì đó nghe cả nhà, nó đang lên đó. Rồi bây giờ chú thở đi. Giờ đó cho chú thở rồi đó. Nồng độ oxy càng cao là càng tốt. Em ơi chú, chị đi ra mua cái này cho em. Cái máy đo nồng độ oxy á. Đem thuốc tay á. SpO2 khoảng 100 ngàn thôi. Dạ. Dạ mấy chuyện thuốc tay á chị. Chị ơi. Chị ơi. Bây giờ chị liên hệ bệnh viện thì chở anh đi bệnh viện. Chị liên hệ được bệnh viện, tụi em sẽ chở đi bệnh viện thôi. Thôi chị để oxy lại đi. Em vẫn để cái bình oxy này lại cho anh, bình này tới 20kg luôn nè. Đó rồi, bác sĩ luôn. Để oxy lại chị lại dùm, chờ lại chị lại làm dùm. Thế xong rồi trả tiền chị. Dạ, bây giờ chị liên hệ bệnh viện đi. Cô em, ê, thì em sẽ... cái túi này nó không phòng nè. Đó, lên nữa. Nhận lên. Đó, chưa rồi. Ok. Không được, cho mức cao lên nè. Không, không sao chị. Cho mức 10 chút đi. Cho mức 10 luôn đi. Chút mình về rồi mình tắt lại. Cho lên đi. Cho lên cao luôn, cho lên hết đát luôn đi. Ok. Chú tập thở đi chú, hít sâu giờ. Thở ra. Oxy đang tăng nha cả nhà. Hả? Khoan gọi bác Tâm. Không có gọi. Okay. Em đâu phải bác sĩ đâu chị, em chỉ cấp cứu đó chị ơi. Anh thở được chưa? Trời sao chị gọi mà chị không dám vô? Dạ. Chị đứng ngoài chị hỏi không à? Hỏi vô đi em. Hỏi đi coi đâu. Chị là vợ hay gì? Dạ. Chị đứng lon thon ở ngoài chị thấy tụi em, chị nhìn lên tụi em cũng phải sợ nhiễm chứ. Mình kỹ hơn tí mình mang bao tay vô. Cứ đứng ở ngoài lon ton thì ai chăm sóc ảnh. Tại vì khi mà một người nhiễm thì người thứ hai chắc chắn là sẽ nhiễm rồi, ăn chung ngủ chung mà. Tụi em người nhưng nước lã mà còn nắm tay nắm chân ảnh gì được nữa. Anh chích ngừa cho anh ơi. Chích ngừa chưa? Đang bệnh nên sao chích được nữa. Thấy chưa? Khi anh làm vậy có thể nó tức bụng nhưng mà nó sẽ tăng cái nồng độ oxy của anh lên.
trong máu và cái phổi này nè, nó được hoạt động tốt hơn ha. Nên nghe lời em dặn, tuyệt đối không được nằm ngửa. Khi mình nằm sấp như thế này mình mỏi quá, mình mỏi quá, nó mệt thì nó không mệt đâu, nó mỏi thì anh phải nằm nghiêng bên trái. Nằm nghiêng bên trái xong quay lại nằm sấp, tuyệt đối không nằm ngửa cho em, nghe chưa. Nằm ngửa nó bị ép cái này nè, từ trên ép cái phổi này không thở được nha. Đó, tắm mưa rồi nè. Tắm mưa nè, hả không? Không, khi nào? Bây giờ ngày mai em mới lo. Bây giờ cái này em chỉ nha. Dạ ơi, em gì? Em chỉ gì vậy? Giờ em cho thở cái gì? Một chút nữa em về tầm khoảng 10 phút. Chị hạ xuống còn cái mức 5 cho ảnh thôi. Khi nào anh bớt á, chị dặn cái này, tại vì cái này nó khoảng có mấy tiếng thôi nha. Cả nhà ơi, hôm nay là tặng cái bình, nó chia sẻ với mọi người là cái bình 20 lít luôn nha. Chứ cái bình 5 lít, không, cái bình 8 lít chứ 4 lít nó nhanh lắm. Nên là 20 lít cộng cái vỏ bình là 36kg giác chết luôn nha. Thấy gì? Đây nè, chị dặn cái này nè, nó có trái banh nè, chị thấy không? Chị dặn nó xuống. Chị dặn mức 5 cho em đi. Cho anh thở điều điều vậy đó. Thấy chưa? Bây giờ khoảng 5 phút, khoảng 10 phút em về là chị nhớ nha. Để tiết kiệm oxy nha chị, khi anh khỏe là phải dặn cái quanh này chắc lại. Dặn chắc luôn hả? Dặn chắc rồi, khi nào mà nó không còn soi này là oxy hết. Rồi chị mở nó ra nha. Rồi chị mở cái quanh này thôi, chị dặn cái này nè, chị dặn này mức 5 này đó. Mở ra để tiết kiệm oxy nha. Cái này phải sát vô anh này. Gán đơ gán để cho nó sát vô. Đúng rồi, sát vô, đừng đè cái túi bóng này ha, cho nó sát vô. Rồi bây giờ em đo nồng độ oxy cái này em về, chúc anh bình an nha. Vậy là kêu được. Quan trọng nhất là tinh thần lạc quan nha. Dạ. Rồi oxy tới rồi, bình an, không có gì ha. Dạ, dạ. Đừng có đè cái túi này nha. Dạ, dạ. Rồi bây giờ không có được nằm nghiêng nữa. Bây giờ cho nằm nghiêng là bên trái. Nằm nghiêng là bên trái. Chưa. Dở đầu lên. Rồi nằm nghiêng về bên trái. Đúng rồi. Ừ, đó. Mệt thì mỏi thì nằm nghiêng về bên trái. Còn khỏe thì nằm sấp xuống ha. Để mình tiết kiệm được oxy. Rồi mình cứ hít vậy nè. Hít thật sâu vào, thở ra. Mình ngồi hạn chế đi lại nhiều nha. Nghe là em hạn chế đi lại nhiều nha. Bắt đầu gì lắm đi tới toilet thôi, đừng có đi lại nhiều. Tạm thời bây giờ nằm trên giường, hít sâu thở nhẹ. Trời ơi, không dài chân. Tự nhiên á bị cái chân yếu. Ngày xưa anh bị xe đụng á, giờ cái chân anh yếu. Em biết ha, mình hạn chế. Đâu đi lại dạ. Nằm nghiêng đừng nằm ngửa. Nằm nghiêng gì đâu rồi. Nằm nghiêng là được. Nằm sao cái phổi này nó nghiêng nè, nghiêng người vậy. Trời ơi, nằm đi rồi đâu. Đóng đi, dụ vô cơ, vô đó. Thở được chưa? Thở phải vô rồi. Xuống cái làm phải vô rồi đó. Ha, chúc gia đình bình an nha. Dạ. Xuống cái làm phải vô. Rồi chị nha, em về nha. Rồi rồi. Đi mà giữ chị đi em. Được rồi chị, anh. Còn cổ hướng tới đây rồi. Thôi được rồi, khỏi tiễn đâu. Chị lo cho ảnh giùm em đó chị ơi. Chị uống thuốc ho này được không? Đúng rồi. Uống tăng liều lên đi. Tăng liều lên. Còn cái này nhai nó đi, đừng có uống nữa. Nhai. Thì chị đi ra ngoài, ảnh có ho. Bây giờ.